Trân trọng kính chào tất cả các anh các chị và chào toàn thể các bạn cùng với em. Hôm nay Trường Ngơ muốn mới coi cái bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh bên lịch sử truyền hình tập mới nhất mới ra mắt, tức là tập mà nói về năm 1973. Thì bây giờ mà Trường Ngơ mời mọi người nghe lại một đoạn để chúng ta thấy xem ở trong phim người ta nói những gì. Rồi qua đó Trường Ngơ sẽ chia sẻ những suy nghĩ của mình. Paris đàm phán và phải đạt được một thỏa thuận ở bất cứ điều kiện nào có thể. Điều duy nhất còn trở ngại là thái độ của đồng minh Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Trong quá khứ, Tổng thống Mỹ Nixon và Tổng thống Việt Nam Cộng hòa là một liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau. Quyết tâm bảo vệ miền Nam Việt Nam của Tổng thống Nixon trước hết để bảo tồn di sản chính trị, lưu danh thiên cổ trong một sự kiện ngoại giao vĩ đại. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu cần sự ủng hộ và hậu thuẫn của Nixon để duy trì sự tồn tại của miền Nam Việt Nam. Nhưng nay, tình thế đã đổi khác. Khi sự nghiệp chính trị bị đe dọa, Nixon quyết định lựa chọn giải pháp bỏ rơi đồng minh. Trong thư tối mật gửi cho ông Nguyễn Văn Thiệu, Nixon viết: "Tôi đã ký kết hiệp định ngày 23 tháng Giêng năm 1973. Nếu cần, tôi sẽ làm đúng như nói trên một mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ giải thích công khai rằng chính phủ của ông cản trở hòa bình. Kết quả là sự chấm dứt không tránh khỏi và lập tức chấm dứt viện trợ kinh tế và nhân sự và một sự thay đổi trong chính phủ của ông. Khó mà nói trước." Vâng, chỉ nghe một khúc mới có 1 phút 20 giây thì Trần Ngơ đã thấy rằng ở đây có rất nhiều những cái điều cần phải chúng ta phải bàn bạc tới. Trước tiên thì chắc ai cũng có một cái nhận xét rằng hình như là chúng ta đang nghe một cái thằng Tây nào nó thuyết minh về lịch sử Việt Nam, nó đứng ở ngoài nước Việt Nam, nó nhìn vào cái lịch sử Việt Nam để nó nói, chứ không phải là người Việt Nam, đặc biệt là không phải những người cộng sản. Bởi những người cộng sản thì họ phải nói theo cái thế giới quan của Đảng, của Bác Hồ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ngay vào đầu ấy, thì người ta đã nói là cái trở ngại nhất là đồng minh Sài Gòn, tức là đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cách đánh giá hoàn toàn lệch lạc, không đúng một chút nào so với lại là kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 7 năm 1966. Đây là có cái ý thức là nó đã muốn xuyên tạc và nói không theo cái lập trường quan điểm của Đảng của Bác rồi. Cái thứ hai nữa, họ nhận định ngay sau đó là Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ là liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau. Đây cũng lại là một cái hoàn toàn là không đúng với thực tế lịch sử. Khi mà những nhà thuyết minh phim dùng cái từ liên minh thì chúng ta và mọi người chắc cũng giống như Trường ơi cho rằng đây là sự liên minh giữa 2 quốc gia. Và nó làm giảm bớt hết, hầu như là làm mất đi cái vai trò xâm lược của đế quốc Mỹ và cái vị thế tay sai của Việt Nam Cộng Hòa. Họ nói là Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ là có cái liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau. Thực ra thì đây là một cái chắc ai cũng có thể nhận xét được, đây là những cái lời mà nó không tuân thủ theo cái nguyên tắc là viết lịch sử, ghi chép lại lịch sử và ghi cách trung thực. Họ ở đây họ đã dùng tới cái vấn đề gọi là liên minh phụ thuộc lợi ích lẫn nhau giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Đây là một cái sự trắng trợn thay đổi cái bản chất của một kẻ xâm lược cũng như là một kẻ với thân phận làm tay sai. Hầu như họ quên đi lời nói của Bác Hồ trong lời kêu gọi ngày 17 tháng 7 năm 1966. Hồ Chủ tịch đã nói rất rõ ràng: đế quốc Mỹ dã man đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược, chúng dựng lên ngụy quyền ngụy quân phản dân hại nước để làm công cụ. Một câu nói ngắn gọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nổi bật lên cái bản chất xâm lược của đế quốc Mỹ cũng như là cái vị thế hèn hạ của bè lũ Việt Nam Cộng Hòa mà Bác Hồ gọi là ngụy quyền ngụy quân. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy thuyết minh lại phim ngay vào đầu là nó nói là cái gặp khó khăn nhất là đồng minh Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Xong rồi lại nói rằng Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ là liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau.
nội cái chuyện dùng cái từ liên minh thôi là chúng ta đã thấy là hết sức bậy bạ, hết sức trắng trợn xuyên tạc cái sự thật lịch sử rồi, xuyên tạc sự thật cái bản chất của kẻ xâm lược rồi. Thế nhưng mà chúng ta thử tìm hiểu thêm xem có phải là phụ thuộc vào lợi ích của ai với nhau hay không, trong khi chúng ta đều biết rằng cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa này tồn tại là đều hoàn toàn nhờ vào Mỹ, kể cả viện trợ quân sự, kể cả viện trợ kinh tế, hầu như là nó nuôi chính những đời tổng thống Mỹ Kennedy đó, thì là đã nói rằng dù muốn dù không thì nó không là con đẻ, nó cũng là con nuôi của chúng ta, cho nên chúng ta phải có trách nhiệm biết chúng nó muốn gì. Một câu nói của Tổng thống Mỹ đã khẳng định cái sự phụ thuộc lệ thuộc hoàn toàn vào của cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa của Mỹ. Thế mà bây giờ các nhà làm phim lại nói là một cái liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau, có phải là các người có cố tình nâng cái vị thế tay sai, cái vị thế phụ thuộc của Việt Nam Cộng Hòa với Mỹ hay không? Và cái từ liên minh này ấy, là chính là sự muốn rửa mặt cho bè lũ xâm lược, đồng thời là rửa mặt luôn cho bè lũ tay sai. Bác Hồ đã nói thẳng ra là đế quốc Mỹ dựng lên ngụy quyền ngụy quân phản dân hại nước để làm công cụ thực hiện mưu đồ xâm lược của bọn chúng. Vậy mà ở đây họ đã nói hoàn toàn khác. Một câu nói rất đơn giản, rất ngắn gọn của Hồ Chủ tịch đã nêu bật lên được cái bản chất của kẻ xâm lược cũng như là bản chất của bè lũ tay sai. Nhưng ở đây họ lại dùng một cái khái niệm là liên minh. Lúc thì đồng minh, lúc thì liên minh đó. Họ cố tình rửa mặt rửa mũi, họ cố tình chép sai về coi như là những gì sẽ đã coi xảy ra. Đây xin mọi người nghe lại lần nữa cho nó. Cho Kissinger đến Paris đàm phán và phải đạt được một thỏa thuận ở bất cứ điều kiện nào có thể. Điều duy nhất còn trở ngại là thái độ của đồng minh Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Trong quá khứ, Tổng thống Mỹ Nixon và Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là một liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau. Quyết tâm bảo vệ miền Nam Việt Nam của Tổng thống Nixon trước hết để bảo tồn di sản chính trị lưu danh thiên cổ trong một sự kiện ngoại giao nó là liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau đấy. Chúng ta thấy nó làm thay đổi cái thân phận của cái gọi là thực thể Việt Nam Cộng Hòa không? Này Nguyễn Giao này, nếu như mà bà bình luận này thì viết cho rõ nha, đã ngọng thì hay nói, đã ngọng thì hay nói chứ, truyền thuyết kể rằng vào chùa nói cái uông, tôi chả biết ông là thuộc cái ấy nào, thôi thì cứ cho ông xuống hầm cầu cho chắc ăn, và đều nói linh tinh. Con người ta khôn á, ông không ngọng nhưng mà ông nói nó vớ va vớ vẩn như thằng dở hơi ấy. Thằng ngọng nó nói người ta còn đoán được, như thằng dở hơi nói thì người ta chả biết được nào thêm một lần đâu nhá. Ngọng nó nói là cái uông thì người ta đoán ra được là cái chuông cho ông dở hơi, thì ông nói ông chả biết, thế là ông chỉ ám chỉ cái loại nào. Thôi mà ông xuống hầm cầu mẹ đi cho rồi đi, mệt mấy ông. Ông mới là thằng dở người mà là cứ hay còm linh tinh. Cái người ngọng mà người ta nói người ta còn đoán nó được, chứ cái thằng dở hơi thì không biết thì là coi định nói một cái vấn đề gì. Vâng, trở lại cái nội dung thì chúng ta đầu tiên thì người cho rằng ai cũng có, chắc cũng sẽ có chung với nhận xét như của những người. Đây là lời thuyết minh của một thằng Tây nào đó, và thằng Tây mới lõ nào đó, nó nhìn vào lịch sử Việt Nam chứ không phải là người Việt Nam, và đặc biệt lại càng không phải là người Cộng sản Việt Nam nữa. Nhưng mà có điều chắc chắn những người làm bộ phim này chắc là phải, thôi thì Trần Ngơ cứ nói cho nó thuyết phục chút, là phải 95 đến 98% những người làm bộ phim này là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng mà họ nhìn nhận vấn đề, họ thuyết minh, họ dẫn giải vấn đề không khác gì một thằng Tây lông lá nào đó, nó nhìn vào lịch sử Việt Nam để nó đánh giá. Cả cái dân tộc Việt Nam này, cả từ lãnh tụ cho đến quần chúng nhân dân, chẳng ai nói là Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của Mỹ cả. Chẳng ai nói là Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ là liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau cả. Chỉ có mấy ông làm phim này nói thôi. Trần Ngơ nghe đây là lần đầu tiên. Cho nên là đây là thực sự là cái vấn đề mà đang gây bức xúc cho người dân. Tưởng rằng sau những cái sự phản ứng, phản đối, những cái bài phản biện, những bài viết đã chỉ ra những cái hạt sạn không không thể chấp nhận được ở nhiều những cái bộ phim trước. Thí dụ như là bộ phim này này, à, nói à những tập trước ấy, là cái tập nói về năm 1967 đấy,
thì họ đã dùng một cái khái niệm đánh cháo khái niệm, đã biến những cái con dân đất Việt mà nói như bà Nguyễn Thị Bình là có quyền đánh giặc trên lãnh thổ của mình thành những kẻ như lén lút, nói rằng những người trong Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thâm nhập vào miền Nam Việt Nam, hòng tiêu diệt những người miền Nam chiến đấu trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và những người Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Dùng những cái khái niệm phải nói rằng hết sức bậy bạ, nó làm thay đổi hoàn toàn cái bản chất của cuộc chiến tranh chính là do Mỹ gây ra trên đất nước Việt Nam chúng ta. Thì đã có rất nhiều những bài phản biện, livestream có, status có, rồi thì comment quá, người thì phản ứng một cách nhã nhặn, người thì phân tích một cách sâu sắc, người nóng tính thì chửi. Tưởng rằng những bộ phim sau này nó phải được chấn chỉnh lại, tạm ngưng một thời gian để viết lại thuyết minh, nhưng mà càng ngày chúng ta thấy càng cái cao trào mà xuyên tạc nó càng thể hiện rõ. Đó, ngay vào đầu tiên cái tập phim nói về năm 1973 thì chúng ta đã thấy một cái sự xuyên tạc trắng trợn. Họ không tuân thủ theo cái cuộc vận động của Đảng là phải sống và học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh. Mà những lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói còn rành rành ra đây, nó đã trở thành văn kiện lịch sử quan trọng. Họ phớt lờ đi, họ nói theo cái chủ quan của họ. Chẳng có cảm giác là họ thuê một cái thằng nước ngoài nào viết thuyết minh thì đúng hơn. Chị ơi, chắc chắn rằng nhiều người mà coi cái tập này cũng sẽ bày tỏ những bức xúc, nhất là những cựu chiến binh, và cũng rất mong những cựu chiến binh phải cất lên tiếng nói của mình. Họ đang bôi nhọ lên những chiến tranh dự của các ông và các đồng đội của các ông. Mọi sự nhút nhát, mọi sự e dè đều là phản bội lại đồng đội của mình. Không dám đứng lên tranh đấu để giữ cái vị trí, cái sự trong sạch của đồng đội mình. Lặng im, chúng nghe chúng nó muốn nói gì nói, đó là thái độ hèn nhát khó chấp nhận được, nhất là các cựu chiến binh và những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trần Ngư cứ nói thẳng ai ghét thì ghét đó. Bác Hồ và Đảng thì gọi các ông là đi đánh cho Mỹ gút, đánh cho Ngụy Nhào, nhưng bây giờ các nhà làm phim nói các ông là người của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Không những nhà làm phim đã phủ nhận cái tư tưởng, cái cách nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà phủ nhận luôn cái lập trường tư tưởng quan điểm đã được phổ biến rất thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào. Bà Nguyễn Thị Bình đã trả lời trước báo chí quốc tế, không có nước Nam Việt Nam, không có nước Bắc Việt Nam, chúng tôi là một quốc gia và những người con đất Việt có quyền tiêu diệt giặc trên lãnh thổ quê hương của mình. Thế mà bây giờ phim ngang nhiên nói rằng Mỹ hy vọng sẽ tiêu diệt được những người miền Nam chiến đấu trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và những người Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thâm nhập vào miền Nam. Chia ra là những người miền Nam khác, bộ đội miền Bắc vào khác thành hai cái lực lượng. Đây là cái sự xuyên tạc hết sức trắng trợn. Bác Hồ thế là chẳng đã nói nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Và bà Nguyễn Thị Bình đã được nhấn lại một câu rất là có ý nghĩa mà những nhà báo nước ngoài phải cứng họng. Đó là những người Việt Nam, những người yêu nước Việt Nam có quyền tiêu diệt giặc trên lãnh thổ và quê hương của họ. Thế mà đây phim lại nói là những người Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Thâm nhập thôi là cũng đã không thể chấp nhận được. Thâm nhập là chỉ dành cho cái hành động lén lút không quang minh chính đại, chỉ có kẻ trộm hay là ăn cắp thì nó mới là gọi là thâm nhập lén lút thôi. Bà Bình bà đã nói rõ ràng là có quyền diệt tiêu diệt giặc địch trên quê hương, ngay chính quê hương lãnh thổ của họ cơ mà. Cái này nó cũng đã đi vào lịch sử rồi, nó một trong những cái câu nói của lịch sử đấy. Bởi vì ngay cả những kẻ đầu sỏ xâm lược, ngay cả những cái thằng nhà báo nước ngoài chuyên đi khều móc rồi ấy này khác cũng phải cứng họng trước cái câu trả lời đanh thép của bà Nguyễn Thị Bình, bởi vì nó đúng đắn quá. Cái sự kiện này đâu có lâu la gì đâu.
Thế mà các nhà làm phim đã trắng trợn thay đổi, dùng một cái khái niệm mà có ý rửa mặt cho bè lũ xâm lược, rửa mặt cho bè lũ Tây Sai, khi họ dùng là đồng minh Sài Gòn, rồi thì Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ có cái liên minh lợi ích phụ thuộc vào nhau. Trong khi thì bác nói rõ ràng là chúng đã dựng lên và nuôi dưỡng ngụy quyền ngụy quân, tức là phụ thuộc hoàn toàn, mà sinh ra và lớn lên ở nhà khác thì đứa con nít trong gia đình nó phải phụ thuộc hoàn toàn vào có cha mẹ nữa. Và Nguyễn Văn Thiệu cũng đã từng nói những câu nổi tiếng: nếu như Hoa Kỳ ngưng viện trợ thì không phải là 3 năm, 3 tháng, 3 ngày, mà sau 3 giờ là chúng tôi sẽ rời dinh độc lập, bởi vì kiếp của chúng tôi là kiếp làm thuê. Chính chúng nó thú nhận như thế. Cũng đã nói lên sự thật cay đắng khi nói lên như vậy. Nguyễn Tiến Hưng trong các hồi ký của mình cũng rất chua chát, đau xót mà nhận xét rằng trong các phiên họp đặc biệt bí mật thì chỉ có Mỹ, chứ còn cái thân phận Việt Nam Cộng Hòa chẳng là mời gì. Đây này, cũng ngay trong tập phim này, chính Đích Sơn đã nói với là Nguyễn Văn Thiệu: chúng tôi đã ký tắt ngày 23 tháng 10. Còn nhiệm vụ của ông là phải ký vào, nếu không ký vào thì sẽ có cái sự thay đổi. Nó dọa đấy, bắt buộc Thiệu phải ký, nó đã lột rõ cái bản chất Tây Sai. Cho nên cái bộ phim này nó có một cái gì đó, nó mâu thuẫn, nó không có một cái sự kết nối chặt chẽ, nó không có logic, nó không có xuyên suốt. Chính những kẻ xâm lược và những kẻ Tây Sai đã bộc lộ rất rõ cái vai trò của nó, nhưng mà những nhà thuyết minh phim lại cố tình rửa mặt rửa mũi đi. Đó, cái thư của con Nixon nó gửi cho Thiệu là nó cũng đã phơi bày ra cái bản chất của ông chủ và một thằng đầy tớ rồi đó. Đó là địch nói, đó là những kẻ xâm lược nói với những kẻ Tay Sai đấy, chứ còn nếu mà là con nhân dân chúng tôi nói thì lại hô là chúng tôi miệt thị. Tuy không nói ra là Tay Sai, nhưng mà qua cái lời văn của ông Nixon gửi cho ông Nguyễn Văn Thiệu thì đã biết là chúng tôi đã ký tắt ngày 23 rồi. Nếu ông không ký thì sẽ có sự thay đổi trong cái này khác, và sẽ ngưng hoàn toàn viện trợ đấy. Đó là bố ra lệnh cho con, hoặc ông chủ ra lệnh cho đầy tớ. Chỉ cần đọc cái lá thư đó thôi, chúng ta cũng hiểu rất rõ cái bản chất. Thế mà lời thuyết minh này nói là Hòa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ là liên minh có lợi ích phụ thuộc vào nhau. Nếu nó là liên minh thực sự, nó phụ thuộc lợi ích thì nó phải bàn bạc như làm sao mà coi như thằng Mỹ dám coi tự động thì mà ký coi tắt được. Cho nên ở trong cái lời thuyết minh phim và những hình ảnh và những cái chiếc chẵn này, nó thiếu hẳn đi cái tính logic. Cái kết cấu nó không được chặt chẽ, nó rời rụng như cơm nguội. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm thế là xuyên tạc, đường đi thì hai tối, nói dối thì hai cùng. Các người có tài giỏi tới cách đâu cũng không thể che mắt được bản dân thiên hạ. Chúng tôi sợ là chúng tôi sợ những thế hệ sau, chúng nó đọc không đến nơi đến chốn, nó không xem từ đầu trang cuối trang, mà nó cứ xem là phúc thống phục nhân xâm. Phúc thống phục nhân xâm là đau bụng thì uống là nhân xâm. Nó không chịu mở ra kia thì tắc tử. Cho nên ở đây cũng vậy, nó lại không đọc cái bức thư của Nixon gửi cho Thiệu để làm rõ cái bản chất, mà nó chỉ đọc, nó chỉ nghe cái lời của thuyết minh của ông là Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ là liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau. Đọc cái câu này thì ai chẳng hiểu rằng cái Việt Nam Cộng Hòa nó ngang hàng với Mỹ. Mà ngang hàng Mỹ là ý các ngài muốn nói đó là nó cũng là một quốc gia. Và nói nó là một quốc gia thì tức là các người đã phủ nhận đi tư tưởng, cách nhìn nhận, đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, tôi nói theo cái quy tắc bắc cầu đấy. Cho nên càng ngày chúng ta càng bức xúc với cái ekip làm phim này. Họ đã rất ngang ngược, đã rất chân cháo, đã rất càn rỡ khi muốn phủ nhận đi lập trường tư tưởng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi nhìn nhận và đánh giá về cái cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ, hay nói một cách khác là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, bằng những lời văn rất là tinh vi nhưng mà cũng rất là nham hiểm. Họ đang cố tình rửa mặt cho bè lũ xâm lược,
cũng như nâng tầm cái bộ lũ tay sai lên. Hôm Hoa Lê nói đúng là chán không thèm xem, nhưng mà cũng phải xem thì mới biết được là nó làm bậy làm bạ như coi thế nào, chứ mình không xem thì nó khó biết là nó nham hiểm, nó xảo quyệt tới mức độ nào. Nhưng mà ở cái tập này ngay chỉ có 2 phút thôi, Trần Ngơ đã coi cắt ra khoảng 2 phút rồi. Nếu ai mà không ấy thì vào coi lại, Trần Ngơ đã đăng trên trang cá nhân của mình. Và Trần Ngơ cũng rất mong nhiều người hãy comment vào cái bài đó để thể hiện cái sự đánh giá của mình với cái bài đó. Trần Ngơ cho rằng họ đã rất là cầu thả là còn nhẹ đấy, mà Trần Ngơ cho rằng họ cố tình viết sai về sự thật lịch sử. Và hôm nay đồng thời Trần Ngơ cũng đăng lên một dòng sẽ tu tút. Trần Ngơ có cảm nhận là những mấy cái đứa làm sử này hình như là nó nghe cái sự chỉ đạo của Phan Huy Lê hơn là nghe cái sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tại vì chúng ta thấy thằng Nguyễn Mạnh Hà nó nói trong cái buổi hội thảo của chúng nó ở cái quán cà phê số ở Hà Nội đấy, của nó nói là thầy Lê nó đã quán triệt rồi, không được dùng cụm từ người quân ngụy quyền, phải viết sử sao nhưng mà giống như là một thằng Mỹ hay một thằng Pháp, nó ý nó vậy. Mà và những lời thuyết minh thì Trần Ngơ thấy mình, Trần Ngơ cứ tưởng là một cái thằng người Mỹ biết nói tiếng Việt nào thì nó nói, chứ không phải là ông cộng sản Việt Nam ông nói. Bởi ông cộng sản Việt Nam thì ông phải thấm nhuần cái tư tưởng, cái lập trường, quan điểm của Đảng, của Bác Hồ ấy. Chỉ có những thằng nước ngoài nó mới lơ mơ mà nó cũng chẳng cần thuộc, cho nên Trần Ngơ nhiều khi cứ tưởng đây là thằng Mỹ hay là của thằng Pháp biết nói tiếng Việt rồi nó đọc tiếp thuyết minh hay là nó viết thuyết minh. Đó là phần thứ nhất, Trần Ngơ muốn chia sẻ những cái bức xúc của mình, những cái mà không thể chấp nhận được của riêng Trần Ngơ với các anh các chị và mọi người khi xem cái tập nói về năm 1973 của cái bộ phim dài tập Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên lịch sử truyền hình. Thì chỉ một đoạn ngắn thôi chúng ta đã thấy họ đã cố tình bẻ cong lịch sử không chỉ một lần mà 2-3 lần. Và có một điều nữa, Trần Ngơ nhận thấy rằng trong cái lời thuyết minh này nó không bám sát vào mấy nội dung phim hoặc là những cái nội dung trích dẫn. Mỹ Nixon viết thư cho mà Thiệu như thế là nó cũng đã nói rất rõ cái vai trò giữa một thằng chủ với một thằng đầy tớ rồi, thế mà phim lại nói cho bằng được là Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ là liên minh có lợi ích phụ thuộc vào nhau. Cái câu đó thì ai mà chẳng nghĩ rằng cái thằng Mỹ nó chỉ ngang hàng với thằng Việt Nam Cộng Hòa thôi, nó là liên minh thì lại chắc là nó giúp đỡ nhau thôi, nó làm mất cái bản chất xâm lược, nó làm mất đi cái bản chất của bọn tay sai bắn nước. Cho nên rất mong rằng những nhà lãnh đạo của Đảng hãy nhìn nhận lại xem những đảng viên của mình đã thực hiện đúng cái đường lối mà từ xưa đến nay Đảng đã đề ra hay chưa. Cần phải xem xét, chúng tôi không đánh giá là toàn Đảng mà chúng tôi chỉ đánh giá là những cá nhân trong Đảng đã làm đúng theo cái lập trường quan điểm của Đảng hay chưa, đã làm đúng theo cái tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh hay chưa, hay nói một cách đơn giản là đã viết đúng, ghi đúng những cái gì đã xảy ra ở Việt Nam chúng ta giai đoạn 1955 1975 hay chưa. Đó là những câu hỏi mà người dân chúng tôi muốn các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng để ý. Có rất nhiều đảng viên đã đang cố tình xuyên tạc về cái lập trường quan điểm của Đảng, hay nói trắng phớ ra là họ đang muốn phủ nhận đi cái tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và nếu như trường hợp này vẫn là tiếp diễn thì hóa ra cái cuộc vận động sống, học tập, làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh nó không có hiệu quả. Bởi vì những nhà làm phim này không phải là đảng viên bình thường đâu, cũng có trình độ, có kiến thức và được giao trọng trách viết lại lịch sử Việt Nam đấy.
Cho nên là trong đảng, đúng như đảng đã nhận định, đã có những cái phần tử biến chất thoái hóa, tự diễn biến, tự chuyển hóa, lợi dụng cái mác tự do ngôn luận. Lịch sử phải được nhìn từ nhiều phía, lịch sử phải khách quan. Thậm chí họ còn đưa ra những lý do hết sức bậy bạ là lịch sử phải để cho quốc tế người ta đọc được. Nhiệm vụ của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Vì nhân dân Việt Nam này phục vụ này. Tại sao lại viết sử? Thế lại viết cho cái thằng ông cái thằng cha bỏ mẹ nào ở là đâu đó. Nó biết thì tốt, nó không biết thì kệ mẹ nó gì. Chủ yếu là phục vụ người dân trong nước nhà, phục vụ cho muôn đời này. Thì lại không chú trọng là cứ lo bên kia Phật lòng. Mục tiêu của các ông là coi như phục vụ người là người ngoài à, phục vụ cho phía bên kia à? Mà lại cứ sợ bên kia chạnh lòng. Vậy là ông xa rời cái mục tiêu mà đảng đề ra cho ông là phải vì nhân dân mà phục vụ này, làm đầy tớ cho người dân này. Có ai muốn lên nói chuyện với trường ông nhỉ? Vâng, cái thằng Nguyễn Giáo trời ơi, không biết thôi, cứ giết nhầm hơn bỏ sót đi. Còn đúng như thằng dở người ấy, ông lại còn chê thì người ta ngọng. Ngọng tao còn dịch cho được chứ, thì mẹ thằng dở người là đéo biết rằng nào một lần. Chị Trần ơi, đọc comment tí nha. Vâng, đúng rồi, ai comment rất là đúng ý. Trần ơi, Phúc Bùi này, qua lời bình của đoạn phim này cho thấy vì sao Nguyễn Quốc Thước dày mặt bất chấp dư luận lên án, vì ông cho rằng Mỹ và là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, để rồi vinh danh tôn vinh giặc Ngụy. Đúng, cầm lên là đọc cho nó thoải mái cuối cuối. Đây này, Cam Ranh cũng có câu comment cũng mạnh mẽ và cũng hợp ý miền cơ này. Viết sử theo chuẩn quốc tế nghe mà chướng tai mẹ bà nó. Đúng vậy, viết sử là phục vụ cho dân tộc trong nước, nhiệm vụ của chúng nó là phục vụ người nhân dân trong nước này. Nó cứ nhăm nhăm cái thằng má mẹ nào ở bên ngoài ấy. Đúng, để Hoan Lê trả lời nói cũng đúng này, kẻ chỉ đạo làm phim mà phải chịu trách nhiệm về lời bình của nó. Gọi là chỉ đạo mà để cho cấp dưới muốn làm bậy làm bạ gì cũng được à? Nên ông này mày có ai viết comment cũng cũng đúng này, làm đúng thì tranh nhau công, làm sai thì đéo đứa nào nhận, bố khỉ. Nhà dột từ nóc thì thay nóc luôn.
Vâng, lời comment của bác sĩ Nguyễn này cũng rất là chí lý, rất đúng là bộ phim này nó xuyên tạc và phản lại từ ngữ Việt Nam Cộng Hòa. Vì một là nó xuyên tạc lời nói của bác Hồ, bác gọi là Ngụy thì nó gọi là Việt Nam Cộng Hòa, quân đội chính quy vào đánh Mỹ diệt Ngụy thì nó lại gọi là thâm nhập vào miền Nam. Đúng thật, phải không khác gì cái thằng Mỹ, thế nó viết xong nó nhờ thằng này đọc. Vâng, nhưng có lúc thì nó gọi ở những tập khác thì nó gọi là quân Bắc Việt, nhưng mà cũng có cái tập 567 thì là nó nói như là cái này, nói ra rằng Mỹ hy vọng là sẽ tiêu diệt được những người miền Nam chiến đấu trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa và những người Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thâm nhập vào miền Nam Việt Nam đó. Nó cho cái hành động mà những con dân tộc Việt đi diệt giặc trên lãnh thổ quê hương mình là thâm nhập, là một cái sự lén lút, là một cái sự không chính danh. Nó muốn phủ nhận cả cái câu nói của bà Nguyễn Thị Bình. Rất đúng đấy. Nói thẳng là bọn chó chết nó viết đọc trái với tư tưởng Hồ Chí Minh. Đúng vậy. Cứ nói toạc nói thẳng vậy cho nó dễ nghe. Này không thấy những cái comment vớ vẩn của những thằng ấy nhỉ? Vâng, đó là phần thứ nhất, nói về những cái bức xúc khi mà đọc nghe cái lời đọc thuyết minh của cái bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình và cái tập nói về năm 1973.